số 1 bên kia khoảng 68m phong thủy rồi. Thì hôm nay thì qua cái căn nó nhỏ hơn và có lại cái căn này nó cũng sẽ hợp với rất là nhiều người hơn thuộc cái dự án Conic Riverside. Cái căn này tim tường của nó là 49,41m², một phòng ngủ đúng không anh? Mình sẽ làm một phòng ngủ và một phòng ngủ mở. Một phòng ngủ mở là sao nhỉ? Có nghĩa là cái này bố trí là mình có thể làm một phòng ngủ hoặc là một phòng làm việc. Sẽ không cố định, không cố định đúng không? Rồi. 1+1. Ok. Thì em Đại sẽ hướng dẫn chúng tôi. Thì em Đại đã xuất hiện ở video trước rồi. Thì đây là đi vào. Thì cửa khi mua về là như thế này nha các bác. Bạn giao cửa như thế này đấy. Đó. Thì căn này ấy là rất là nhiều người mong muốn được sở hữu. Thứ nhất đấy là vì diện tích nó nhỏ các bác ạ, cho nên là nó giá là vừa phải. Và thứ hai nó phù hợp cho những cái gia đình trẻ như vợ chồng trẻ ấy. Thì muốn có một cái căn hộ để mà ở ấy, và không phải lo cái tiền thuê hoặc là tiền phải chi phí nhiều hàng tháng ấy, thì một cái căn như thế này nó là phù hợp. Thì đây chính là cái phòng khách của chúng ta và cũng chính là cái không gian chính của cái căn hộ này luôn, đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì đây là phòng khách của chúng ta này. Thì khi mà chúng ta mua về là sẽ bàn giao cái gạch như thế này luôn này, giống ở căn hộ bên kia. Tường thì là tường sơn nước đúng không? Tường sơn nước mình sẽ là tường sơn trắng. Tường sơn trắng đúng không? Ok. Thì ở đây là người ta bố cục cái nhà mẫu là như thế này, thì chúng ta coi phần bếp trước nhé. Thì như ở bên căn hộ kia thì người ta sẽ bàn giao phía dưới này thôi đúng không? Còn phía trên này là không bàn giao đúng không? Bên này mình sẽ không bàn giao. Không bàn giao đúng không? Không bàn giao bên kính ở trên này chạy xuống. Ok, có nghĩa là sẽ không bàn giao phía tủ bên này các bạn này, bàn giao phía dưới này thôi. Và mấy cái thiết bị này cũng không có. Có bàn giao cái tường kính như thế nào? Mình sẽ có bàn giao tường kính này. Bàn giao tường kính như thế đúng không? Vì cái tường kính như thế này sẽ làm cho cái bếp của chúng ta nó vệ sinh hơn các bác nhé. Rồi, chúng ta xem một tí này. Đây, cửa ra vào đây. Thì cái tủ này thì không bao gồm này các bạn này. Đó, nhưng mà không gian như thế này rất là hay. Để chúng ta bỏ giày dép mà vào áo mưa này, bỏ đồ đạc, chìa khóa gì đấy đúng không? Đúng để rồi. Chúng ta đỡ phải thiết kế bị hộp cô để mình làm tủ. Hay có thể là mình làm cao lên cũng được. Đúng rồi, phải có cái như thế này. Làm cao lên mình để thêm những cái vật. Đúng rồi, bỏ cao thế này nữa đúng không? Ừ. Bởi vì căn mình căn nhỏ thì đôi khi mình để đồ mình không đủ. Thì nếu mình sau này mình ở thì mình mua đi làm một tủ ở đây nó cao hơn, nó rộng hơn. Ok. Mình đi vào nhà vệ sinh này nhá. Thì cũng giống như căn bên kia thôi. Thì tôi giới thiệu luôn, đó là cái nhà mẫu ấy. Thì như thế nào thì khi mà bàn giao là sẽ bàn giao như vậy luôn. Về riêng bàn, riêng vệ sinh nhá. Và cái tủ ở dưới này là không bàn giao này các bác. Đó. Đấy, thì như thế luôn, rất là đẹp. Cái kính cũng đẹp phết. Thì các bác vui lòng lướt nhá. Lướt là các bác sẽ thấy. Đây có cái kính này cũng rất hay. Cái chỗ này nó hơi hụt vào tí này. Ồ, tôi thích cái kiểu như thế này. Cảm thấy nó kín đáo ghê luôn á. Tường nó như thế này luôn nha các bác. Tường như vậy. Đây tường. Là đá kính để ngăn gì. Hay đấy. Nhà này chỉ có một nhà vệ sinh thôi nhỉ. Căn này thì chỉ có một nhà vệ sinh thôi chứ làm sao mà nhà vệ sinh được. Rồi đây là chính là cái phòng khách của chúng ta này. Cũng như vậy khác thì căn này mặc dù nó chỉ 49m² thôi, bố trí là một phòng ngủ, một cổng mở bên này. Thì mình vẫn có loza, mình có cái ban công, mình có ngắm cảnh hoặc là mình khu vực để đồ, phơi đồ bên này. Đi ra đi coi thử em nhé, được không? Rồi đi ra cái chỗ này là đặt sau này thì chúng ta sẽ đặt cái máy điều hòa ở đây và đây có cái máy giặt ở đây nữa. Đấy, đó là cũng khá đấy, chắc cũng gần 2m², khoảng 1m₅. Cái này. Rồi phòng của chúng ta ở đây, phòng khách bố trí cũng rất là vừa vải các bác ạ. Rồi để xem cái ngoài này nhé. Rồi đây là cái ban công. Nó nhỏ một tí, khoảng tầm diện tích tôi nghĩ chắc khoảng 1m², hơn 1m² một tí, khoảng 1m² các bác ạ. Đó. Thì thôi cũng được, coi như là cái căn như thế này mà có ban công là vui rồi, đúng không? Căn nhỏ thế này thiết kế căn hộ mình nó sẽ thông thoáng hơn và an toàn hơn trong việc cái chữa cháy. Ok, rồi chúng ta đi vào qua bên này xem thử nhé. Đây chính là cái căn phòng ngủ của chúng ta, phòng ngủ chính của chúng ta ở đây. Wow. Đấy, một cái căn 49m mà lại có phòng ngủ như thế này. Khá là rộng và có một phòng ngủ thêm nữa cũng rất là hay đúng không? Đấy, được bàn giao cả cái sàn gỗ như thế này luôn các bác. Bàn giao cái cột cái cửa này luôn em nhỉ, đúng không? Mình sẽ bàn giao cửa này. Hay. Với một căn như thế này thì tôi nghĩ là quá đủ các bác ạ. Nếu mà vợ chồng nào mà mới cưới nhau ấy thì như thế này thì rất là hay. Thậm chí có một con nữa thì cũng vẫn thoải mái thôi. Diện tích như thế này rất là thoải mái. Khá là rộng. Rộng đúng.
rộng đấy, rất là hay. Diện tích như thế này là nghĩ là đủ. Thì giá của nó hiện tại là khoảng bao nhiêu anh? À, căn này thì giá tùy khung tầng và tùy view thì sẽ dao động từ 1.2 tỷ đến 1.3 tỷ là đã bao gồm VAT. À, 1.2 tỷ à, rồi. Okay. 1.2 tỷ là những căn view và tầng nó không được cao thì sẽ là khoảng 1.2 tỷ thôi. Ok. Đã bao gồm VAT rồi. Ờ, đây là cái bàn này là người ta bảo là gọi là cộng 1 đây đúng không? 1 cộng 1. 1 cộng 1 đúng không? Cộng 1. Đó là phòng ngủ nhỏ, à, phòng làm việc, phòng làm việc. Nhà kho. Đúng rồi. Sau này mình về thiết kế là mình sẽ làm ở đây một cái cửa kéo. Ừ. Thực ra thì tôi nghĩ chỗ này làm chỗ đoàn làm việc hay hơn này. Chứ nếu mà làm chỗ cho con thì hơi tội thật. Đúng không? Vợ chồng đang ngủ trong cái phòng này sướng thế. Con ra ngoài này ngủ thì thấy nó... Có thể là phòng khách, mình là phòng ngủ của khách cũng được. Ờ, hơi tội đấy, đúng không? Cho nên không sao. Nhưng làm bàn làm việc rất là hay đấy các bạn ạ. Hoặc là nếu mà vợ chồng nào ấy thì có thể thiết kế cái chỗ này giống như là cái phòng để mà chứa đồ gì đấy. Ok, đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái căn hộ này là như thế nhá. Thì bác nào mà có nhu cầu muốn mua ở đầu tư gì thì có thể liên hệ với thông tin bên dưới và em Đại sẽ hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok, đây mình qua căn khác nha. Các bác thấy không, mọi người ta đang đi xem rất là nhiều các bác. Ở vị trí này rất là đẹp. Phải nói là như vậy thì bác vui lòng có xem cái bài đánh giá của tôi ở phía bên dưới phần comment nhá. Thì tôi có bài đánh giá về cái dự án này. Ok, cảm ơn tất cả.